Xin chào cô chú anh chị quay trở lại kênh YouTube cửa hàng điện máy Theo. Đấy thì một cái mã máy mà bán đến đầu trăm từ trước Tết, thực ra là bây giờ ngẫm lại đúng là chưa có một video cụ thể nào về nó. Đấy thì hôm nay em sẽ lên chi tiết cho mọi người và cũng có giải thích cho mọi người một số cái lý do về của con 16 năm ly này của Hukan nhé. Đấy, con này thì nó là dòng máy 10 ly động cơ không chổi than và giá thành rất là rẻ luôn. Đấy, nó sẽ có một số cái thay đổi so với cả đời trước, cái đời gọi là Hukan CDR0065, cái đời mà màu vàng ấy. Đấy, con này thuộc thế hệ Gen 2, tức là màu xám xi măng. Đây là một cái thân của nó nhá. Thân máy thì cũng rất rẻ luôn, có 450.000 thôi. Đấy, tại vì cái chân pin của nó là chân thông dụng và rất nhiều người đã có pin nó rồi, cho nên là hãng nó ưu tiên là bán thân là đúng rồi. Tại vì cái tiêu thụ thân nó nhiều lắm, chứ còn bây giờ bán cá bộ thì Hukan chắc là đợt tới nó mới làm. Đấy, đính chính lại cho anh em nhá, là bản thân con này hiện tại nó chưa có bộ. Đấy, hãng chưa có bộ mà chỉ có ghép bộ thôi. Đấy, tức là anh chị mua cái thân này rồi mình ghép lại với từng quả pin thì một lát em sẽ báo giá cho mọi người nhé. Đấy, con này thì nó là dòng khoan 10 ly, động cơ của nó là chạy từ không chổi than. Đây. Đấy. Ví dụ mà chạy chổi than thì đằng sau nó sẽ có tia lửa điện phát ra. Đấy, logo Hukan dập nổi. Con này thì đầu 10 ly rồi. Có khóa trục nhá. Đấy, khóa trục, khóa cứng trục luôn này. Đấy, cho nên là ví dụ như anh chị khoan một số cái mũi chui tròn này, chẳng hạn, thì nó sẽ đỡ bị, gần không bao giờ bị tụt luôn. Đây, ví dụ một số mũi chui tròn hay là vít dài thì nó sẽ không bị tụt. Đấy, con này thì nó sẽ có 3 chức năng, đó là bắt vít các số trượt như này. Đấy, tức là mọi người bắt vít thì nó è ra. Đấy, vít nhẹ cũng được mà vít nặng cũng được. Đấy, chế độ khoan đó là mọi người gióng thẳng ra. Đây này, gióng thẳng cái này này ra. Đấy, khoan gỗ, khoan sắt. Đấy, rồi chế độ khoan búa. Đấy, tất nhiên là búa ở con này cũng phải nhắc lại cho mọi người, đó là búa của con 10 ly. Nó là búa chống cháy, búa hỗ trợ khoan tường. Đấy, nhiều anh chị bảo có khoan bê tông không, có rút lõi không, thì khẳng định luôn đó là những anh chị mà chưa dùng đồ pin bao giờ. Đấy, tại vì một con bé xíu như này mọi người nhìn nhé, một con khác cũng của hiệu Hukan luôn, đó là con khoan 13 ly. Đấy, thì mọi người nhìn về cái hộp, cái động cơ này, cái hộp số này, cái đầu kẹp này, con 13 ly bao giờ nó cũng to hơn, nó cũng khỏe hơn là chuyện đương nhiên so với một con 10 ly. Nhưng đổi lại đó là cân nặng của con 10 ly. Đây, ví dụ như một con 10 ly như này, nó vượt trội hoàn toàn luôn, nó có 9 lạng thôi. Đấy, ví dụ như một con thân máy 13 ly nhá. Mà thân này chưa phải là thân to nhất đâu, thân to nhất của Hukan nó là con Z1008 ấy, thì nó còn nặng hơn nữa. Đấy, tất nhiên nó sẽ làm tải nặng, ví dụ làm điện lạnh. Đây, con này nó rơi tầm khoảng 1 cân 3. Đấy, 1 cân 3. 1 cân 3 với 9 lạng thì nó chênh nhiều chứ, nó chênh một nửa đấy. Chênh 4 lạng, 4 lạng của 9 lạng nó là một nửa đấy. Đấy, thì còn đối với con 10 ly như này thì em khuyến khích mọi người sử dụng những quả pin đóng 5 cell chất lượng. Thì khi mà mọi người cầm như này thì nó chỉ rơi tầm khoảng 1 cân 3, tức là cả máy, cả pin của con này nó chỉ tương đương với cả một cái thân máy 13 ly thôi. Đấy, tại vì dùng được máy 5 cell bởi vì con này tải của nó là dùng tải vừa và nhẹ. Đấy, ví dụ kể cả anh chị làm tải nặng, ví dụ như là một lát nhé, bắt cho anh chị vít dài như này luôn vào gỗ là vít nặng với nó đấy, với phạm vi hoạt động của nó là nặng. Đấy, nhưng mà vẫn bắt được, nhưng mà chúng ta bắt ở cường độ ít vừa phải thì là ok. Đấy, con này thì cải thiện cái của nó là tua. Đấy, nó sẽ không làm tua quá là nhanh. Đấy, con này nó làm tua ở mức gọi là an toàn và đúng với cả dòng 10 ly, đó là 1.400 đến 1.500 vòng. Ngày xưa nó làm tua nhanh quá cho nên nó hay bị trượt nhông. Đấy, mọi người đừng tham. Ví dụ như con này 1 triệu thì tua nó 1.700, 1.800 thì còn chấp nhận được, chứ bây giờ nó có 450, giá rất rẻ rồi, mọi người lại muốn tua nó, tua là 2.000 thì không bao giờ là có đâu. Cái đấy em nói thật luôn, là một là thiếu hiểu biết, hai là tham thôi. Chứ bây giờ mà tua 2.000 với một con này nhá, nhông nó bé rồi, nhất chất lượng nhông của nó tương ứng với giá 450 thì nó rất là nhanh trượt. Đấy, cho nên là dùng tua tầm 1.400, 1.500 này thôi cho nó an toàn. Đấy, thế còn ví dụ một muốn tua nhanh hơn, 13 ly đây, đây con này đây. Đây, con này phải 1.800 đấy, pin này là pin chưa đầy đâu, lắp một quả pin super vào cho anh chị xem là pin này, con này nó phải lên đến 1.800 đấy. Thấy chưa? Đấy, nó phải 1.800, 1.900 đấy, tùy thuộc lên được tu cao cũng một phần phụ thuộc vào dòng xả của pin nhé. Đấy, cho nên con này tua nó hợp lý. Nhiều anh chị là cứ muốn mà bán cho anh con nào tầm 300.000, 400.000, 500.000 nhưng tua nó phải tầm 2.000. Đấy, 2.000 để làm gì? 2.000 để nó nhanh hỏng, nhanh bảo hành cho nó mệt ra đúng không? Đấy, thì con này nó là làm thế rất hợp lý. Đấy, nhu cầu dùng thì anh chị đi bắt vít, vít dù đúng không? Làm biệt quảng cáo mà lắp phông bạt đấy. Đấy, có một anh ở dùng ở Hải Phòng, anh lắp mấy trăm mét biệt quảng cáo cho quây tôn lại cái khu vực xây dựng ấy. Anh dùng con này bắn nó rất là nhẹ đúng không? Chứ chúng ta cầm một con 13 ly như này nhá,
thân máy 1 cân 2 cộng với một quả pin khoảng 5 đến 6 lạng, nó rơi tầm 2 cân. Mọi người dùng gia đình cầm ít thì không sao, nhưng anh em người ta đi cầm liên tục như này nó rất là mỏi tay. Đấy, cho nên là bây giờ xu hướng đó là dòng nhỏ gọn và pin nó cũng gọn, nhưng nó phải chất lượng về pin. Đấy, máy thì tầm này là ok rồi, giá rẻ như này là hoàn vốn nhanh và dễ dùng rồi. Đây nhá, sẽ test luôn cho mọi người con này này. Đấy, con này ví dụ như là mũi rất là to này, mũi này là mũi 25, mũi to thì mọi người khoan vật liệu nó mỏng thôi, chứ mũi 25 mà mọi người đi vác và khoan gỗ lim thì nói thật luôn là khoan điện 750W 13 ly nó còn đã hơi cóng rồi nữa là khoan này. Đấy thì bây giờ sẽ đi test cho mọi người nhá. Đấy, ưu điểm rẻ, gọn, nhẹ, dùng gia đình cũng được, dùng công trình cũng được, rất là đa dạng. Đấy, nhưng mà dùng thì cũng phải có cái phạm vi hoạt động của nó, chứ đừng tham là đi khoan bê tông rồi đi khoét to rồi đi thế này thế kia là không ổn đâu mọi người nhá. Đấy thì em sẽ lấy bộ của Tosen khoan quét gỗ, cái bộ này cũng khá là thông dụng này, anh em dùng nuôi cá ở nhà ấy thì khoan nó mũi vừa thôi, tại vì máy nó rẻ chứ. Đấy, mũi to hơn nhá, ok luôn nhá. Đấy, lúc còn đi làm bắt tôn này. Đấy, nó trượt đấy để nó đỡ bị mất cái gioăng. Đấy, bắn thoải mái luôn. Tôn này kể cả vào sắt dày nhá. Đây, bắt cho mọi người xem. Sắt này là sắt gây rất là dày luôn này. Đấy, bắt cho mọi người xem luôn. Chịu chặt này. Để tốc chậm nhé, đây là mình phải để tăng lên. Đấy, ok chưa? Đấy, cẩn thận nó lật cổ tay nhé, tại vì cái sắt này nó rất là dày. Mọi người lưu ý là bắt những cái đấy phải dùng tua chậm và để tránh lật cổ tay thì chúng ta giữ hai tay chặt lại. Đấy, thì bây giờ ví dụ như đây này, em nói này, cái thế mạnh của một con 10 ly này. Đấy, đúng không? Đã gặp một anh khách rồi. Đấy, đây ví dụ như là mọi người bắt vít dù đây đúng không? Đi mà làm mà cái phông bạt quảng cáo của nó hộp như này thôi đúng không, ở ngoài là có một cái bạt nữa. Đấy, mọi người dùng như này, cầm như này nó gọn nó nhẹ, chứ bây giờ cứ cầm vác 13 ly làm gì đúng không. Đấy, đấy, ok chưa, cầm nó rất gọn. Đấy, đây là còn xuyên qua hai lớp sắt hộp này. Đấy, về chức năng búa này, mọi người xoay sang này, nó thẳng cái mũi tên này rồi chúng ta khoan. Nói chung là khoan kiểu gia đình, khoan để treo lở, treo camera, treo ảnh ấy. Ở đây là sử dụng một hẳn mũi 8 ly thôi. Tường là tường gạch đặc nhá. Đấy, để búa đây. Đấy, em khoan một tay, tại vì một tay đang cầm điện thoại. Đấy, đây khoan xuyên gạch luôn này. Đấy, gạch đặc ấy, gạch lỗ trong phía nam thì còn dễ hơn. Được nhá. Đấy thì báo giá cho mọi người xem này. Đấy, con này thì là 450, thì con hợp lý nhất và em bán nhiều nhất đó là quả pin đóng 5 cell 2.5. quả pin này là cell EVE, một cell rất là chất lượng luôn. Đấy thì cell này là 350 cộng với cả 450 thì nó là 800 cộng một cái sạc nữa là 900. Thế còn trường hợp mọi người mua pin 10 cell thì mua quả này là 300. Quả này là xeo em lấy từ bộ Hukanep 88 ấy, pin 5C. Đấy, 10 xeo lại giá lại rẻ hơn cả 5 xeo. Đấy, cái số lượng xeo là không quan trọng đâu mọi người. Đấy, có những quả xeo 5 xeo của Samsung nó đóng ra cũng phải 700-800 là chuyện bình thường. Đấy, thì xeo này xả của nó là xả 5C thôi, không phải là xả quá cao. Đấy, thế còn pin của nó là pin 10 xeo 3A thì nó nhỉnh hơn con này có 0.5A thôi. Nhưng mà chất lượng xeo, dòng xả các thứ thì pin 5 xeo này em đóng là mức ok nhất. Đấy, thế còn rẻ hơn thì mọi người mua quả này. Đấy, ví dụ như là 5 xeo
pin rẻ của Hokan. Con này thì là 200.000 pin 1.5A. 1.5 200 này cộng với cái sạc 100 là 300. 300 cộng với cả cái thân 450 là 750. Đấy chẳng hạn như thế. Đấy, hai pin 5 cell thì là 950. Đấy thì rất nhiều cái sự lựa chọn cho mọi người, kể cả mọi người dùng pin super của Hokan được. Đấy, pin đắt hơn máy cũng được, không sao cả. Đấy ví dụ như quả này là 650 này, cộng với pin 450 thì nó là 1.1 triệu. Cầm thì nó hơi nặng thôi nhưng mà dùng bao phê luôn, tại vì nó là 15 cell. Đấy, rất là nhiều lựa chọn, mọi người thích sản phẩm này thì cứ liên hệ theo số hotline trên màn hình nhá. Đấy, cảm ơn mọi người đã theo dõi video.